Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức lễ công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số xanh cấp tỉnh PGI năm 2023. Theo bảng xếp hạng chỉ số PCI năm 2023 với 71,25 điểm, tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục giữ vị trí số 1. Giữ vị trí á quân là Long An. Các vị trí tiếp theo là Hải Phòng, Bắc Giang, Đồng Tháp. Tỉnh Lào Cai đạt 67,38 điểm, xếp thứ 26 trên 63 tỉnh, thành phố, giảm 15 bậc so với năm 2022. Tính riêng ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, Lào Cai xếp sau Quảng Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn và Vĩnh Phúc. Năm nay cũng là năm đầu tiên VCCI công bố chỉ số xanh cấp tỉnh. Theo đó, 5 tỉnh dẫn đầu là Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hưng Yên và thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số xanh cấp tỉnh PGI năm 2023 được xây dựng từ thông tin phản hồi của 10.676 doanh nghiệp, trong đó có 9.127 doanh nghiệp tư nhân trong nước và 1.549 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Huyện ủy Bát Sát tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân xã A Mù Sùng. Tại hội nghị đối thoại, người dân đã đưa ra nhiều ý kiến kiến nghị đề xuất với chính quyền địa phương và Ủy ban nhân dân huyện trong phát triển vùng chè bền vững, chính sách hỗ trợ, chăm sóc, phát triển cây chè, vấn đề đầu ra cho sản phẩm chè, định hướng các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Các ý kiến của nhân dân được đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn và cấp ủy chính quyền xã A Mù Sùng tiếp thu, giải đáp làm rõ. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Bát Sát khẳng định huyện sẽ vận dụng tối đa các cơ chế chính sách hỗ trợ, tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho người dân, nhất là với cây chè. Đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền xã A Mù Sùng bám sát quy hoạch của huyện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo vùng chè ổn định, tăng thu nhập cho người dân. Đối với các cây trồng khác cần tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo khi triển khai đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương. Ngày 9 tháng 5, huyện Văn Bàn tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Tham gia hội thi có 176 vận động viên đến từ 22 Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại các xã thị trấn. Các đội trải qua hai phần thi, gồm phần thi lý thuyết trả lời các câu hỏi liên quan đến các chỉ thị, nghị quyết của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy, những kiến thức, kỹ năng ứng phó cơ bản khi xảy ra hỏa hoạn, cách sử dụng các phương tiện phòng cháy. Phần thực hành, các đội thực hiện cứu người, di chuyển tài sản, dập lửa khi xảy ra tình huống cháy nhà ở kết hợp kinh doanh. Với sự chuẩn bị chu đáo, hội thi đã diễn ra an toàn, giúp các thành viên tổ liên gia củng cố kiến thức, kỹ năng để ứng phó nhanh, xử lý hiệu quả khi không may xảy ra cháy nổ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, mới vào đầu hè, song khí hậu nóng ẩm kèm theo mưa đang tạo điều kiện cho nhiều loại virus, vi khuẩn, côn trùng phát triển, dễ phát tán dịch bệnh. Do vậy, chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè là rất cần thiết, đặc biệt là các loại bệnh lây do virus có tính chất nguy hiểm như sốt virus, viêm não Nhật Bản. Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đang điều trị cho hơn 50 bệnh nhân nội trú, trong đó có gần 20 trẻ mắc sốt virus. Đây là một loại bệnh điển hình của mùa hè do nhiều loại virus khác nhau gây ra, phổ biến nhất là virus đường hô hấp. Mới đầu là biểu hiện của cháu thì nó đau đầu, xong nó sốt cao ạ. Vào viện để theo dõi ạ. Cháu đến hôm nay thì bắt đầu cắt sốt ạ. Cũng đỡ nôn, phải ăn uống được nhiều rồi. Tháng 5 cũng là cao điểm của bệnh viêm não Nhật Bản. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh mới tiếp nhận 2 ca vào điều trị. Song cả 2 trường hợp đều ở mức độ nặng với các biểu hiện như sốt cao không hạ, co giật, rối loạn ý thức. Qua khai thác tiền sử, các bé đều chưa được tiêm vaccine phòng bệnh. Do không hiểu biết nên tôi không cho con đi tiêm phòng. Ở nhà con sốt cao, uống thuốc không đỡ. Đến lúc cứ lơ mơ ly bì thì mới cho con xuống viện. Giờ con tỉnh rồi, ăn được, gọi hỏi biết đáp ứng. Mùa hè cũng là thời điểm trẻ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy cấp, tay chân miệng, thủy đậu, sốt xuất huyết. Do vậy, ngoài duy trì chế độ ăn uống, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và môi trường sống, thì tiêm phòng luôn là giải pháp hữu hiệu giúp trẻ nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh. Với hệ miễn dịch của trẻ em yếu nên chúng ta phải đầu tiên phải tiêm phòng đầy đủ những cái mặt bệnh được ít nhất là trong chương trình tiêm chủng mở rộng, và nếu được có thể chúng ta tiêm thêm những mũi khác
ngoài trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Cái thứ hai là bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất cho trẻ. Nếu mà trẻ có dấu hiệu nhiễm bệnh ấy, thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để xác định cháu bệnh gì để có biện pháp điều trị cho cháu. Trong các biện pháp chủ động phòng bệnh thì kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Qua thăm khám định kỳ, những bất thường về sức khỏe của trẻ được phát hiện và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng, tiết kiệm chi phí điều trị. Lào Cai phấn đấu đến năm 2030, hơn 30% tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học sử dụng trong sản xuất. Đến năm 2050, trở thành tỉnh dẫn đầu miền núi phía Bắc về tỷ lệ sử dụng thuốc sinh học. Tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn như Việt Gáp, hữu cơ, tăng cường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng, đặc biệt tại vùng sản xuất chuyên canh, vùng sản xuất hàng hóa, sản xuất hữu cơ. Hướng dẫn nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã thu gom triệt để vỏ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, xử lý tiêu hủy theo quy định. Lào Cai hiện có 6.510 hectare sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn như Việt Gáp, thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và hữu cơ. Huyện Bảo Yên hiện có gần 25.000 hectare quế, trong đó chỉ có khoảng 5.000 hectare là quế dưới 3 năm tuổi. Diện tích còn lại đều đã cho tỉa thưa cành lá, chặt tỉa và khai thác toàn bộ. Hiện cây quế đang trong giai đoạn thu hoạch. Trong tuần qua, nông dân Bảo Yên thu hoạch được hơn 5.000 tấn cành lá quế với giá bán bình quân là 1.800 đồng 1 kg. Lượng cành lá quế này có thể chiết xuất được 98 tấn tinh dầu thô với giá bán hiện tại khoảng 350.000 đồng đến 380.000 đồng 1 kg, tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2023. Cũng trong tuần qua, nông dân đã khai thác được 30 hectare vỏ quế. Từ bán vỏ, cành lá và gỗ quế, trong 4 tháng đầu năm, nông dân Bảo Yên có nguồn thu nhập khoảng 100 tỷ đồng từ cây trồng chủ lực này. Năm 2023, toàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường sắt. Trung tuần tháng 4 vừa qua, một vụ tai nạn đường sắt thương tâm nữa lại xảy ra tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, khiến hai bé gái trong một gia đình tử vong. Sự việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ mất an toàn từ những lối đi tự mở qua đường sắt. Đi qua đường tàu thì chúng tôi cũng thấy nguy hiểm lắm. Thế nhưng mà chỉ vì là phải sang hàng xóm hoặc là đi đưa cháu đi học cho nó tiện đường sang bên đây, đường bên kia thì là chúng tôi phải đi thôi. Nếu mà không đi thì lại phải đi ngược hoặc đi xuôi dưới kia thì nó xa. Tiện là lý do mà nhiều người dân bất chấp nguy hiểm, hàng ngày họ vẫn đi qua những lối đi tự mở như thế này. Đi qua thì chả biết thế nào được. Vì đi qua đường tàu này thì thực ra là nó gồ ghề này, đi có khi chuyện đổ xe rất là chuyện bình thường. Nếu có tàu đến thì bỏ đấy thôi chứ còn cũng chả biết là sao được. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 189 vị trí giao cắt đường bộ, đường sắt. Vậy nhưng chỉ có 11 đường ngang có gác, 1 đường ngang có biển báo, còn lại là 177 lối đi tự mở. Phương án xử lý các lối mở này còn rất khó khăn và để giảm thiểu rủi ro thì ý thức của người dân là điều quan trọng nhất. Đối với cái này chúng tôi sẽ thường xuyên tăng cường và tuyên truyền cho người dân trong cái vấn đề là đảm bảo an toàn, tự đảm bảo an toàn. Qua thôi là thôi. Bây giờ ra để quản lý cụ thể thì chưa có cái biện pháp thực hiện. Được biết trong 4 năm qua, các đơn vị trong ngành đường sắt đã phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương tổ chức cảnh giới 15 trên 16 vị trí. Cắm biển cảnh báo 156 trên 177 lối đi, thu hẹp 29 lối đi tự mở, xóa bỏ, rào kín 30 lối đi tự mở qua đường sắt. Những nỗ lực này sẽ phát huy được hiệu quả tối đa khi người dân chủ động nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm những chỉ dẫn về an toàn giao thông để bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục 20 phương thức xét tuyển đại học năm 2024. Yêu cầu bắt buộc đối với các thí sinh năm nay là đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ http://thising.thitotnghiep.edu.vn. Bộ cũng lưu ý, đối với cơ sở đào tạo, mã phương thức xét tuyển gồm 3 ký tự do cơ sở đào tạo tự định nghĩa nhưng phải tham chiếu với mã phương thức xét tuyển do Bộ quy định, hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do Bộ quy định. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc kết quả học tập cấp trung học phổ thông,
sử dụng mã tổ hợp xét tuyển do Bộ quy định. Đối với các tổ hợp có môn năng khiếu, các môn năng khiếu là do cơ sở đào tạo quy định. Đối với các phương thức xét tuyển khác, mã tổ hợp gồm 3 ký tự do cơ sở đào tạo tự quy định. Theo dự báo, trong tháng 5 này, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,5 đến 2,5 độ C. Vì vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN dự báo nhu cầu điện có thể sẽ tiếp tục tăng cao. Theo dự báo, thì sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 913,6 triệu kWh một ngày, tăng 12,24% so với cùng kỳ. Công suất cực đại có thể lên tới 49.000 MW, riêng miền Bắc có thể lên tới 24.500 MW. Trong tháng 4 vừa qua, khi nhu cầu điện tăng rất cao do kinh tế tiếp tục hồi phục, các công ty doanh nghiệp tăng cường sản xuất, đồng thời nắng nóng gay gắt diện rộng diễn ra tại cả ba miền. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục. Để đảm bảo nguồn cung điện phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước, ngành điện khuyến nghị người dân doanh nghiệp cần tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện. Tỉnh Lai Châu hiện có 144 tổ chức cá nhân doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Qua thẩm định đánh giá, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp 60 nhãn hiệu cho nông sản địa phương, gồm nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và kiểu dáng công nghiệp. Việc được cấp sở hữu trí tuệ đã tạo môi trường kinh doanh ổn định và an toàn, tăng giá trị sản phẩm nông sản bằng cách xác lập và thể hiện các đặc tính chất lượng, nguồn gốc địa lý của sản phẩm để tạo dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ và mở rộng thị trường tiêu thụ, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu tiếp tục phối hợp với các địa phương hỗ trợ các tổ chức cá nhân, sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm địa phương, sử dụng địa danh và lập hồ sơ đăng ký bảo hộ. Ngày 9 tháng 5, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bãi miễn chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Oleksandr Kubrakov, người chịu trách nhiệm giám sát các nỗ lực tái thiết thời chiến, cũng như thiết lập một tuyến vận tải đường biển quan trọng ở Biển Đen. Ông Kubrakov, 41 tuổi, được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Ukraine vào tháng 12 năm 2022. Trước đó, ông là Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng. Việc bãi nhiệm ông Kubrakov trong bối cảnh Quốc hội Ukraine đang cân nhắc thành lập hai bộ riêng biệt để giám sát các chính sách cơ sở hạ tầng và khu vực của nước này. Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế ông Kubrakov trên cương vị Phó Thủ tướng. Ông Kubrakov cho biết việc ông bị miễn nhiệm đã không được thảo luận trước khi Quốc hội bỏ phiếu và ông cũng không có cơ hội trình bày báo cáo chi tiết về công tác của mình trước Quốc hội. Mới đây, tòa nhà Quốc hội Bồ Đào Nha và bức tượng Chúa Kitô Vua ở thủ đô Lisbon được khoác lên mình màu áo mới với hiệu ứng ánh sáng xanh để kỷ niệm ngày châu Âu mùng 9 tháng 5, cũng như đếm ngược tới ngày bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới. Không chỉ riêng thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha mà nhiều thành phố khác trên khắp châu Âu cũng sẽ chiếu sáng các địa danh nổi tiếng với màu sắc tượng trưng của Liên minh châu Âu EU. Trên trang web chính thức, EU khẳng định ngày châu Âu kỷ niệm tuyên bố Strumen lịch sử, đánh dấu sự ra đời, hình thành của Liên minh châu Âu. Được tổ chức vào ngày 9 tháng 5 hàng năm, ngày châu Âu thể hiện sự đoàn kết và hòa bình tại châu Âu. Năm nay, sự kiện diễn ra một tháng trước ngày bầu cử nghị viện châu Âu, dự kiến từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6. Viện Y tế Quốc gia Mỹ ngày 8 tháng 5 thông báo sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra hiệu quả của những phác đồ điều trị tiềm năng đối với các hội chứng COVID-19 kéo dài như rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng tập thể dục và mệt mỏi do gắng sức. Viện Y tế Quốc gia Mỹ nhận định những triệu chứng được điều trị thử nghiệm thực sự gây trở ngại và có hại cho sức khỏe nhiều người mắc hội chứng COVID-19 kéo dài. Do vậy, cần phải nhanh chóng tìm ra phác đồ điều trị để những người mắc hội chứng COVID-19 kéo dài có được giấc ngủ ngon, có thể tự vận động và hơn hết là cảm thấy khỏe mạnh trở lại. Cũng theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, những thử nghiệm về điều trị các triệu chứng rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng tập thể dục và mệt mỏi do gắng sức cần được phát triển để giải quyết những lo ngại về sự an toàn của người bệnh, cũng như hiểu rõ hơn cách thức chương trình nghiên cứu này giúp cải thiện các hội chứng COVID-19 kéo dài. Một cuộc đua dành cho chó ở Thượng Hải, Trung Quốc đã thu hút hàng trăm người tham gia. Với nhiều người, sự kiện này không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là cách để tăng cường sự gắn kết giữa họ với những người bạn bốn chân yêu quý. Ở góc độ thương mại, thị trường thú cưng đang mở ra một kênh tiêu dùng mới tiềm tàng và sẽ tiếp tục bùng nổ trong tương lai.
Hiện ngoài dịch vụ cơ bản như đồ ăn, phụ kiện, các dịch vụ kèm theo như huấn luyện, chăm sóc sức khỏe thú cưng cũng phát triển mạnh. Trong bối cảnh việc chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc nhìn chung vẫn ảm đạm do suy thoái kéo dài, thị trường dịch vụ cho thú cưng và các hoạt động thể thao đều được xem là những điểm sáng. Chương trình thực sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.